nó A Di đà phật hôm nay là máy móc nó hư rồi cái ban biên tập này nó cũng chuyên nghiệp quá thành người nó cũng giống như máy móc vậy đó. Nó, nó muốn trục trặc lúc nào cũng được giờ nên tất cả các phật tử và các bạn nghe chương trình thì chúng ta phải tập cũng như kiên nhẫn hay là nhẫn nhục những cái điều tôi nói này thật sự nó cũng <laughs> có nhiều khi nó cũng không có được thoải mái lắm nói mà mình không biết mình nói có được hay không thâu có được hay không bây giờ tôi nói tôi cũng không biết được hay không nữa à. còn thấy được rồi thì đứng ngồi yên đi tất cả mọi việc đi đừng cục cửa làm gì tầm bậy tầm bạ thì nó, nó nó nó, nó mất um, hướng hết phải chăm chí vào nghe thầy nói nè còn cái đó là để dọi vô cho người ta coi chứ không phải một mình con coi đâu được chưa không phải là chúng ta nghe rồi chúng ta nghe những cái câu nói cái câu giảng hay là mình gọi là những câu pháp hoặc là mình gọi là giáo lý hay là kinh sách và nếu mình không thâm nhập được thì nó sẽ trở thành gọi là cái tri kiến tri thức điều đó dù cho chúng ta nghe bao lâu đi nữa nó cũng không có đi đến đâu cũng giống như chúng ta ngồi thiền nhưng mà nếu mà chưa dòm thấy được cái cái tâm của mình và chưa biết cái thực nghĩa của cái tự tính mình thì tất cả cái khuynh hướng cái cái chỗ chúng ta dụng dụng tâm dụng ý đó, tất cả cái đó nó sẽ trở thành vọng và chẳng những nó mất công mà nó còn làm cho chúng ta bị sai lầm và chúng ta cũng thật sự có thể là chúng ta không vui chúng ta không biết thật sự cái chân lý là gì và mình tu đến bao giờ mình mình chỉ nghe người ta nói là giác ngộ hay là kiến tánh thì dường như là mình cũng có một chút thiện tâm mình cũng có một cái khuynh hướng nhưng mà thật sự là mình không có hy vọng gì hết cả bởi vì mình không có thể tin tưởng được Cũng như, cũng như khi tôi đương nói ở đây đó Thì những người xung quanh tôi Nó chính là tôi Nếu họ cục cửa thì cái tâm tôi cũng cục cửa Mà họ dao động thì cái tâm tôi cũng dao động Bởi vì cái cái gì mà nó sanh ra đó là nó đều ở trong một cái tính chất cái nguyên nhân của nó phát khởi lên cũng như bây giờ chúng ta muốn biết cái cái niệm thì khi chúng ta muốn biết đó là cái điều cái điều cũng là không có sai nhưng mà khi cái muốn đó nó không nặng quá mà nó không hờ hững quá thì ở trong tâm chúng ta có một sự tĩnh lặng hoàn toàn nó không có cái tướng gì hết cả nghĩa là chúng ta không có cái tướng của nghĩ không có tướng của tưởng à, thì bây giờ chúng ta coi như là chúng ta có cái thức lắng nghe chúng ta lắng nghe nhưng mà thực sự trong đó nó không có hy vọng không có trông chờ không có trở thành nghĩa là chúng ta không sanh gì không sanh thêm một cái khái niệm muốn kế tiếp đó bởi vì nếu chúng ta có sanh một cái gì đó thì trong lòng của chúng ta nó nó sẽ trở thành niệm bởi vì từ cái mà chúng ta muốn đó Thì chúng ta biết là muốn gì Cái muốn gì đó Chúng ta chúng ta chỉ chỉ là cái ý thức Ý nghĩ thôi Nhưng mà cái ý nghĩ đó cũng là niệm nữa Và trong khi trong khi cái tưởng chúng ta sanh ra cái, cái tự tướng tự một cái tướng bên trong tức là một cái hình bên trong một cái niệm bên trong chúng ta có thể thấy nó lúc đó hoặc chúng ta có thể thấy nó lúc trước à, nghĩa là trước khi chúng ta nói chúng ta sanh thì thực sự ra cái điều này nó làm cho con người đó phải có một sự nghiêm túc một sự đứng đắn một cái tính chất nghĩa là mình kiên nhẫn tự lấy chính mình Kiên nhẫn tự Trong cái thức của mình Có khi nó vừa xảy ra Hoặc nó chưa xảy ra thì Chúng ta đều phải nhẫn Tức là ở trong yên lặng Dừng lại có một chút chịu đựng gì đó. đó Rồi chúng ta nếu có cái gì Nó xảy ra Ở trong tâm Thì chúng ta có thể thấy liền Một cái ý nghĩ Hay là một cái gọi là lai động gì đó. Nếu chúng ta không thấy về tâm thì chúng ta có thể thấy về thân, ví dụ thân của chúng ta giao động hay là thân của chúng ta nó như thế nào đó, nó có cái xúc hoặc là nó có cảm giác hay gì đó, thì chúng ta cũng lặng lẽ mà thấy thôi, chứ cũng không có biểu lộ cái gì. Nhưng mà trong cái thấy đó chúng ta biết là mình có thấy, nhưng mà nó không có lên tiếng nó thấy rất rõ ràng đó. khi mà nó thấy rõ ràng như vậy đó có thể là nó thấy cái thật bởi vì nó thấy bởi vì thực sự cái tâm thì nó không có thật mà cái, cái tính là do chúng ta mê nó sanh lên nó khởi lên vì thế cho nên chúng ta nó trở thành tính khi mà chúng ta mê trong một khoảnh khắc nó giống như là một cái khám móng tay thôi nhưng mà nó sẽ tiếp theo cái thứ hai cái thứ ba cái khoảnh khắc thứ hai hay thứ ba gì đó đó vì thế cho nên nó trở thành cái tập và cái tập tính đó chúng ta không biết được cho nên do như vậy thì chúng ta cứ đi tìm kiếm mà chúng ta cứ tìm kiếm mãi thì chúng ta lại âm thầm chúng ta cứ sanh lên mãi cho nên cái sự sanh diệt đó nó không phải là to lớn gì nó không phải là quan trọng nó không phải dễ cả nhưng mà từ tí từ tí nó làm cho cái tâm chúng ta rất là mê muội ừ. cũng như là bữa nay Thật sự tối nay tôi tính là giảng tiếp về cái niệm Phật tâm muội Nhưng một chiều này có một công sư ở từ ở bên Thái Lan, ở bên Làng Mai. Ông hỏi về những cái vấn đề niệm và cái vấn đề để thấy niệm hay là cái gì đó. Nghĩa là cái nội dung là cái chúng ta có thể thấy được bên tâm như thế nào này kia nó thuộc về cái tính chất để tìm cái 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 con đường giác ngộ để mà mình thấy được cái điều đó thì lúc đó tôi đương làm tôi đương làm việc lao động ở ngoài vườn và tôi cũng có một những người khách vừa mới đến cho nên tôi mới nói sư hãy à, à, tối tôi nói chuyện cả 6 giờ rưỡi 6 giờ 15 thầy sư gọi vào thì tôi nói luôn nhân dịp tôi nói luôn chứ bây giờ tôi nói với sư thì bây giờ tôi đang làm mà tôi phải dừng lại tôi nói nó không có được thoải mái và đồng thời nó cũng mất cái giờ đó trong khi nếu sư hỏi thì tôi sẽ nói chung đó thì nó đỡ mất thì giờ mà có thể có người khác cũng nghe nhưng mà ông sư này có lẽ là ổng cũng có một cái tính chất bất nhất ông nói dạ dạ văn và ông ông hỏi giờ được kỹ lưỡng cho nên tối nay tôi mới là giảng về cái tính chất ngộ tánh chứ ngộ tánh là bởi vì để cùng với khi mà ông gọi điện thoại thì tôi nói luôn nhưng mà bây giờ là 7 giờ rồi nhưng mà ông sư đó không gọi cho nên do như vậy đó bởi vì cái số điện thoại này ông sư biết rồi thì ông cứ gọi tôi để ba cái điện thoại này tôi chờ ừ, cho nên ông sư này có lẽ là ông tu chơi chơi thôi ông thích họ hỏi nghĩa là có nhiều hỏi chơi thôi chứ thực sự cũng không quan trọng cho nên tôi đây là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy tôi không nên chờ đợi và tôi không nên hẹn đó cho nên nếu sau này có người hỏi thì có lẽ tôi sẽ nói cách khác đó còn con quán thì ngồi yên giùm chút đi chứ sao đâu có dính dấp gì tới đó đâu đó vì thế cho nên do như vậy thì cho nên bữa nay đó tôi để cái chủ đề là ngộ tánh cho nên đức tổ bữa nói muốn thành phật thì ngay nơi tánh phải tu mà tu chớ tìm cầu bên ngoài vậy thì tánh là cái gì chúng ta biết cái tánh thì chúng ta mới tu được à. cho nên khi nãy giờ tôi cũng coi lại cái 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 cái, cái từ bởi vì tôi học cách nay năm sáu chục năm rồi tôi cũng chả có nhớ cái cái chữ tâm chữ tánh gì cả à. bởi vì cái chữ tánh là cái bộ tâm mà nó có một cái Chữ sinh ở bên ở bên bên phải chữ tâm ở bên trái ừ. cho nên cái cái tâm của chúng ta đó nó như đất mà cái tánh chúng ta nó như một phát sinh từ cái gì trong cái mặt cái tâm địa đó cũng như tổ nói tâm như như đất nước mà tánh như vua, đó. vì thế cho nên do như vậy đó. tâm là đất nước, tính là vua, vua ngự trên đất nước của mình. Có có tánh thì có vua, tánh đi thì vua không còn, tánh ở thì thân tâm còn tánh đi thì thân tâm mất muốn thành phật thì ngay nơi tánh mà tu chứ tìm cầu bên ngoài đó là câu nguyên văn của của đàn kinh mà ở trong sách của Yusuke đã dịch ra theo cái bản văn của cái cái tập tên là vô niệm đó thì nếu chúng ta muốn biết tu là tu tánh cái tánh bắt đầu từ cái tánh cũng như là mình nói là cái tánh phàm tục hay là cái đặc tánh của mình của cuộc đời của cuộc sống ví dụ có người có tánh thiện người có tánh ác người có cái tánh nghĩa là dễ dãi hay là người có cái tánh khó khăn đó Bây giờ giả thủy mình giải thích trước thì mình nói cái tánh này là thực sự lúc đầu do không biết, do mình tập tành hoặc là mình chơi với ai thì mình sẽ có cái 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 sự nhiễm tánh đó. Cũng như nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tức là mình gần có người trí thì cái tánh mình nó sáng suốt hơn. Gần cái người mà thiếu trí thì cái tánh của mình nó nó sẽ lu mờ hơn và mình sẽ mất những cái điểm chính xác của trí tuệ đó nhưng mà khi mình nói thường thường mình nói như vậy đó thì mình chỉ đứng bên ngoài mình phê phán và mình không có thực sự thấy ừ. vì thế cho nên trước hết là mình phải mình phải thấy cái biết cái tâm trước rồi sau đó mình sẽ thấy cái tánh khởi hoặc là khi mình thấy cái tánh rồi tự nhiên mình sẽ thấy cái tâm bởi vì cái tánh mình á có thể là tuy nó vô hình nhưng mà mình có thể hồi tưởng lại mình thấy được còn cái tâm thì không thể thấy được cái tâm thì nó có thể ngộ thôi chứ nó không thể thấy bởi vì cũng có câu nói nhận được tính rồi tâm tự buông đó ừ. mình nhận được là mình thấy tánh thấy tánh thì cái tâm nó không phải là buông hay là giữ bởi vì cái, cái, cái tâm là nó không không phải là không có thật nhưng mà nó không thể thấy khi ngộ là nó chính chính là cái chỗ mà mình ngộ đó chính là chỗ mình biết đó vì thế cho nên nó không có tướng mà nó cũng không có thức cho nên nếu mình muốn nói nó thì là mình phải là nghĩ ra một cái gì để gần giống với nó hoặc là mình tìm ra một cái ý để mình nói cái ý dù là nó tế nhị chi nhưng mà thực sự cái điều đó không phải là nó cho nên vì thế cho nên trong cái ngữ lục của ngài tuệ trung thượng sĩ có nói là phật 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 không thể thấy tâm 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 không thể thuyết ừ khi tâm sanh ấy tức Phật sanh bằng Phật diệt ấy lúc tâm diệt bởi vì Phật là cái nguyên lý tự nó sanh ra khi sanh thì đó gọi là Phật sanh um, Alo. à, ai đó dạ chị có gọi cho thầy á con là chị có gọi cho thầy á sư là ai sư hay thầy là nói thầy tên giùm đi thầy có gọi thầy chiều sư nói tên ở đâu dạ là bị thầy có gọi ấy. nói tên thầy giùm tôi chung. nghe đi sư thầy là thầy tên, thầy tên, tên gì Nó, tên gì nói con nói nói là... hả Dạ con tên là Trung Trung dạ, hả? Dạ, con tên là Trung Trần Trung ở đâu? Dạ, thầy, sư ở đâu? Cái sư cái ở đâu? Bây giờ, đi. bây giờ thì cứ cứ nói dạ, bây giờ đi. đi. Bây giờ tôi đang ngồi trên bằng giảng, cứ nói bây giờ đi. Đừng có nói hồi chiều. Bây giờ sư ở đường ở đâu? Dạ, dạ, con ở, tôi vô. Bây giờ sư đương ngồi ở đâu? Bây dạ, giờ con đang coi nhưng mà sư đổi sư đổi ở đổi trong ra. trong nước hay ngoài nước, sư ở đâu? Sư đang ở đâu đó. Nước ở, dạ, ngoài nước. Dạ, tức, dạ, tức, con, con sư con ở nước nào ở bên Pháp hả? Bên Pháp hay bên Mỹ? Dạ, ở, Úc. Úc hả? ở Úc. Ở Úc. Ở Úc hả? à, ở bên Úc rồi. Dạ, con, con nhắn con là dạ, ở Úc. Rồi rồi, được rồi, đúng, 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 rồi, bây giờ tôi hiểu, đúng, bây giờ tôi hiểu đúng, rồi, tôi nhớ rồi rồi yeah, bây giờ yeah. bây giờ sư hỏi yeah. đi tôi đơn giản vẫn... thầy... rồi rồi bây giờ được rồi tôi biết sư nhắc lại là tôi nhớ rồi bởi vì uh, yeah. bởi vì tôi đương nói về yeah. về về tánh cho nên nó không có cái tâm tôi nói về tâm cho nên nó không có tánh nhớ cho nên bây giờ sư 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 hỏi đi sư cứ hỏi đi tôi trả lời luôn đi dạ 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 có xin uh... Dạ, thì con xin hỏi là dạ. trong cái tiến trình mà con thực tập á, trải qua những cái giai đoạn mà con xin được hỏi á, là thứ nhất á, là khi mà mình tu tập thì có một giai đoạn mà con cảm nhận được hơi thở một cách trọn vẹn thì lúc đó đó thì mình biết được cái sự sinh diệt của dòng vọng tâm và khi sinh diệt của dòng vọng tâm được nhận biết á, thì theo thời gian á, thì con cảm thấy rằng là mọi thứ á, khi mình tiếp xúc qua mắt tiếp xúc qua tai tiếp xúc qua mũi qua lưỡi á, thì đều là những duyên nó liên tục nó sinh diệt do duyên mà khởi thì lúc đó con, con chưa cảm nhận trọn vẹn cái tâm chân tâm là gì nhưng con biết được cái sự sinh diệt của vọng tâm như thật là như vậy và theo thời gian á thì tiếp tục con cảm thấy rằng có cái coi khi có ý niệm mất thân giống như trong lúc nằm và đôi khi trong lúc ngồi thiền hay là đi cảm giác như là trong cái thể tâm đó đó mình nhìn qua nhìn lại còn thấy cái thân thể mình ở đâu và thường á thì lúc đó thì con cảm thấy rất là nhẹ nhàng và bình an thì qua một giai đoạn nữa thì cứ tiếp tục cứ thấy được vọng tưởng sinh diệt theo cái nhân duyên của nó qua mắt qua tai qua mũi qua lưỡi cũng như qua thân xúc chạm á thì theo thời gian cảm thấy cái lúc thì nó cao trào nhưng có lúc theo nhân duyên á, thì nó lại bình lặng và tới bây giờ con cũng cảm nhận được vài năm tu học rồi đó thì cái cảm nhận trung tâm của hiện tại á, là khi mà mình tiếp xúc cảnh vật bên ngoài á cả cả các thân thể mình á thì giống như là nó nó có vẻ nó không còn dính dáng nhưng mà không phải là rời xa cái tâm này thì hiện tại con cảm nhận được cái cái tiếng trình tâm nó như vậy và thực sự con trong giai đoạn này là mình như là cố gắng tự tập tập và nghe tấm bài buổi ôn trong đó có của thầy á và nhân viên mà đầy đủ con có gọi buổi chiều ở đây để được tham vấn cái tiến trình này để mình đi không có bị lầm cũng như là có thể tiến được xa hơn thì con muốn khám phá là lúc nào con cố gắng gọi mà gọi không có được thì con dùng điện thoại nước ngoài á để đôi khi nó bị ngắt mạng hay ngắt cái, cái cái số điện thoại thì con bây giờ mới gọi được thì con kể cho thầy nghe cái tiến trình mà con đã trải qua để có gì thầy hướng dẫn và cũng như là chỉ dạy cho con để con có cơ hội từ xa đặc biệt cái mùa đại dịch này mình không thể nào về đó hay là có một vị thầy hướng dẫn thì mình có thể mình tu tập đúng cái lộ trình của tâm vì trong cái đời đời này á cái giá trị tinh thần các mà con cảm nhận được là một người tu sĩ rằng là cái sự mà rõ biết được cái nguồn tâm trở về sống được cái bản tánh của mình là một giá trị rất là quan trọng và nếu mà không có rõ ràng tiến trình ấy, thì con có thể không tiến được xa và cũng như không có thâm nhập được cái bản tâm của mình thì đó là cái cái trình bày cái tiến trình tu của con thì con thầy nghe xong thầy có thể hướng dẫn lại một cách cụ thể cũng như là những cái gì đó có thể xảy ra trong tiếp, tiếp theo mà con sẽ vượt qua như thế nào ấy. và con xin hết rồi nghĩa là sư nói thì uh, nó cũng có cái uh, tính chất ở diễn tả À, những cái kinh nghiệm mà sư đi qua à, Nhưng mà thật sự là cái vấn đề mà mình um, Gọi là Tu á Tức là nó ở trong một cái uh, Một cái động thái Mà nó không Nó không lưu lại Cái dấu vết gì hết cả Ví dụ như bây giờ À uh, sư lắng nghe sư, sư nói là, là đầu tiên là theo hơi thở và lắng nghe hơi thở phải không ừ. thì uh, hơi thở ra hai hơi thở vô nghĩa là có thể nếu sư mới tập thì có thể thì phải, phải đếm phải đếm nhưng mà cái đếm đó là để cho mình quá loạn mình định làm một chút thôi chứ cái quan trọng là mình phải biết nó nó vô hay là nó ra cũng như trong Anavangna yeah. mình phải biết nó lạnh hay là nó nóng yeah. hay nó sao đó nhưng mà cái điều đó nó là trên con đường đi yeah. qua thôi chứ nó không phải là cái mục đích nghĩa là yeah. cái điều cần thiết á yeah. là sư phải bắt đầu thấy cái chỗ phát sanh của nó ví dụ như khi mà sư hít thở vô thì mình thấy cái lực yeah. nó đang vô nó vô rồi đến một nơi nào đó có thể tự nhiên nó phải trở ra nó dội ra và nó đi vô thì tự nhiên mình mình thấy rằng cái này á nó đâu có dính dấp gì tới mình đâu là bởi vì cái tính chất phản ứng của cái tính cái khí vật lý và cái nó 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 từ trong cái sâu kín nhất là cái do cái vọng của mình những cái tưởng tri của mình đó nó chưa dứt được và do cái tim của mình nó ảnh hưởng nhiều cái bộ phận cho nên nó tạo thành trong cái hơi thở đó nó ra hay nó vô thì mình khi mà mình theo dõi nó đó thì cái chỗ mà theo dõi đó cái chỗ theo dõi này tức là nó một là tự là lúc đó mình yên yên tĩnh mình yên lặng mình không phê phán vậy cả mình không nói nó là cái gì cả đó à, sư hiểu ý tôi nói không ha à. Khi mà mình không không có phê phán không gì mình mình chỉ lắng nghe. Mình chỉ lắng nghe và trong cái lắng nghe này mình có cái hiểu biết, hiểu biết nhưng mà không phải hiểu biết do phân biệt nó như thế nào thì mình thấy nó như thế này đó. Vì mình thấy nó chính như nó nó đang chuyển động. Nhưng mà mình không nói nó là chuyển động thì khi mà sư nghe như vậy đó thì cái công dụng nó một là tự nhiên nó sẽ chậm lại hơi thở nó sẽ chậm lại và nó mình sẽ thấy được khi nó vào thì tự nhiên cái sức nó dội ra nó ra thì tự nhiên nó phải hút vào đó thì cái này sư sư biết rằng cái tính chất nghe này nó làm cho hơi thở tự nhiên nhẹ lại êm dịu êm dịu và lần 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 đó sư sẽ thấy con người mình nó tĩnh lặng nó tĩnh lặng nè. À, vì thế cho nên khi mà nó nó tĩnh lặng á thì tự nhiên là mình mình thấy nó tĩnh lặng tức là mình tĩnh lặng tức là cái cái biết của mình nó tĩnh lặng à khi mà nó tĩnh nó rồi nghe được chưa à đó khi, khi mà nó tĩnh lặng á thật sự nói là nó tĩnh lặng á đó, đó là cái động của hơi thở và cái đường đi của khí nhưng mà khi mình thấy được nó như thế đó thì cái tâm mình cũng lặng lẽ lạ, cũng tĩnh lặng khi mà trong tĩnh lặng đó thì cái hơi thở mình nó cần nhẹ nó cần nhẹ lúc bây giờ nếu mà sư có một cái chuyên nghĩa là để mà theo dõi đó thì thì cái nhìn của sư đó nó toàn thân vì nó có cái tính chất rộng rãi hơn hơi thở cho nên tự nhiên sư sẽ cảm thấy cái quả tim mình nó đập rất nhẹ nó đập rất nhẹ và cái quả tim vợ thở nó đều nhẹ nhàng nó đều êm dịu thì cái đó nếu mà mình phân tích thì, thì mình nói là nó bắt đầu nó định nó định nhưng mà sư tiếp tục, sư tiếp tục hơi thở nó cần nhẹ nhàng, nó cần vi vô, nó sâu lắng đó. Thì nếu mà sư nhanh chóng thì sư thấy rằng mình chỉ có một cái yên tĩnh biết nó thôi, theo dõi nó thôi. Chứ hoàn toàn mình không khởi niệm. Nghĩa là sư không khởi một cái niệm gì cả. Sư hiểu ý tôi nói không? Nghĩa, nghĩa là sư, sư không có sự phân tích lúc đó trong cái khoảng mà mình tu đó mình hoàn toàn mình không có phân tích mình không có nói gì cả mình đang theo dõi bởi vì nó nếu mình theo dõi như vậy là nó ở trong định gọi là định nhưng mà bởi vì cái chỗ mà mình theo dõi cái mình tu đó à, thì cũng giống như là mình vi vipassana mình chỉ quán này đó thì tự nhiên mình mình thấy được cái đó mình thấy được mình biết cái đó nhưng mà cái thấy này á nó chẳng những thấy hơi thở mà tự nhiên mình thấy toàn thân của mình nó lặng lẽ, lạ, nó tĩnh lặng và cái quả tim mình đó, nó cũng nhẹ nhàng, nó rất là nhẹ nhàng. thì mình coi lại thật sự khi nãy giờ mình không có nghĩ gì cả, mình mình không có gì cả. đó là lúc sư chưa nhận diện. khi mà một một chốc lát thì sư sẽ thấy tự nhiên mình không có nghĩ, sư sẽ thấy cái không nghĩ đó, cái không nghĩ đó tức là đồng như là cái không niệm. Đó. Thì liền lúc đó nếu mà cái tâm linh của sư nhại bén Thì sư biết đây là niệm trú Tức là nó không tự động, nó đập, nó 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 dội lên hay là nó cái gì đó Sư biết như vậy đó, sư biết, sư thấy rõ ràng Chứ không phải là mình nghĩ là nó niệm nó, nó niệm trú Mà sư biết là <laughs> niệm trú á Tức là cái trạng thái của sơ thiền Bởi vì sơ thiền niệm trú, nhị thiền tức trú, Tâm thiền mạch trú, sơ thiền thì ly dục ly ác pháp là bởi vì sao bởi vì trong đó sư hoàn toàn sư không có cái cái tình cảm sư không có một cái tính chất gì mà nó nó ước ác hay là cái gì đó nghĩa là nó không có cái cảm tính sinh lên trong cái khoảnh khắc đó tức gọi là, là không tình nó tức là ly dục dục nó không sanh ra cái muốn một cái gì nữa cả bởi vì trong cái tính tĩnh lặng đó nó không có cái muốn đó và sư cũng không có ý nghĩ chỉ có cái tánh biết của sư cái tánh sáng của sư sư có cái tánh biết cho nên không có ý nghĩ tức là lúc bây giờ trong khi mình thấy nó ăn ăn định hơi thở và nó không có khởi niệm lúc mình thấy đó thì đồng thời mình cũng thấy mình không có tư tưởng không có tư tưởng đó chính là ly ốc pháp bởi vì cái tưởng, tưởng cái thức tưởng thì nó mới thành ra cái ngã, thành ra cái bản ngã, cái tôi cái này cái kia, cái tính biết của cái sự dựa nương. tức là nó có cái nơi Phật gọi là có xứ, đất, nước, gió, lửa hay gì đó. Nhưng mà thật sự bây giờ ở trong cái biết của sư trong cái không niệm đó thì nó đồng nghĩa với không có tưởng. Nó không có tưởng tức là ly ác, không có không có cảm tính dục cái tức là muốn tức là nó không có dục tức là ly dục ly ác pháp nhưng mà khi mà sư nhận một cách vững vàng rõ ràng đó thì thì được sư mới được gọi là cái niệm trú cái 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 cái, cái sơ định sơ thiền chứ chứ không phải là sư tu để được cái đó nhưng mà tự nhiên nó xảy ra như thế đó thì khi sư biết như vậy đó thì thì sư phải lặng lẽ nghĩa là mình không phải là mình kèm giữ thì nhưng mà trong đó nó không có bung sung nó không khởi thêm một cái gì cả thì còn lúc cái thở sư nó sẽ gần như mất sư sẽ mất cho nên sư sẽ sẽ bước lên cái con đường khá hơn à, tức là tức trú nó nó gần như là mình ít thở nhưng mà mình vẫn không mệt bởi vì lúc đó cái tâm không dao động cái cái mình không có nhiều vọng niệm hay này kia cho nên nó không nó không có sanh ra khí và trong cái tim của mình nó lúc đó mơ hồ lắm nó đập rất là nhẹ đó cho nên đó là những cái mà sư sẽ sẽ khi mà hiểu biết nó thì nó mới thành quả còn không biết nó thì sư mơ hồ sư cũng nói ờ ừ, mình trạng thái này trạng thái kia rồi sư bỏ qua đó bởi vì trong tâm của mình đó thật sự cái vô niệm nó còn có thật chứ huống chi là là trú niệm niệm trú niệm trú là nó tự nhờ nhờ một cái sự định lực của cái hành đúng pháp ở ở trong cái thiền thì nó ngưng nó nó lặng lẽ nhưng mà khi sư biết sư như vậy đó mà sư tỉnh thức ra đó thì thấy cái chính là mình có cái vô niệm và khi mình biết như vậy đó thì lần lần cái cái niềm tin sâu lắng của mình đó nó làm cho cái không niệm đó nó trở thành rõ ràng vì nó rõ ràng cho nên sư tin chắc nó là vô niệm mà vô niệm tức là tỉnh thức vô niệm tức là giác ngộ bởi vì có niệm nó mới có sanh ra ngủ ấm sắc thọ tưởng còn cái vô niệm tức là không phải là sư nhín lại không phải sư kèm lại để mình mình không có nghĩ nhưng mà tự nhiên mình biết con người có những lúc nó không nghĩ vậy cả và mình biết cái không nghĩ đó nó vô vật đó tức là tức là mình lúc đó mình không có cái cái tính chất gọi là cái tôi đó tức là mình có một cái là trong trong chuyên môn gọi là cái thăng kiến tức là mình không có thăng kiến nghĩa là lúc bây giờ bởi trong cái vô niệm đó mình hoàn toàn mình không có cái quan điểm về thân nghĩa là mình không có ý thức về thân à, sư có hiểu tôi nói không đó khi mà sư yeah, hoàn yeah, toàn trong khoảnh khắc sư không có ý thức về thân đó không có ý thức về thân tức là sư không có thân kiến mà nhưng mà sư phải hiểu trạng thái đó thì cái trạng thái đó nó mới thành hình được còn không hiểu thì thì có người mình có nhưng mà mình cũng không không nó không nó không có tồn tại nó, qua. À, nó sẽ đi qua cho nên khi, khi sư không có thân kiếm thân kiếm không có quan điểm về thân thì thì lúc bây giờ trong tâm sư hoàn toàn sư không có nghi dài gì cả bởi vì không có niệm nó đã không có nghi rồi mà bây giờ mình gần như mình không thấy thân, không thấy ngã, không thấy gì thì lúc đó nó gần như nó 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 không có cái sự nghi ngờ khi không không có nghi ngờ thì đồng thời sư cũng biết rằng lúc đó mình không có mong cầu, không có cái tìm, không có một cái gì hết cả thì ở đó giống như một cái nó ngưng tụ là một cái sự tĩnh lặng vô cùng đó. thì trong trong kinh nó là cái bằng vì không tầm không tứ nhưng mà nếu mà hiểu được cái tính chất thăng kiến phá được cái thăng kiến tức là mình vượt coi cái mà cái quan điểm về thăng đó tức không thăng kiến không hoài nghi không có giới cấm thủ tức là một sự mong cầu này kia thì chính lúc đó sư đã vào lọt vào cái vị tăng vị tăng thật sự tức là tức là tu đà hoàng tức là cái tăng mà người ta luôn luôn người ta muốn muốn có luôn luôn tất cả vị tu hành nó là bởi vì bốn hành bốn quả nó mới là tăng còn yeah. bây giờ sư chỉ thọ luật thôi thọ dưới luật thôi đó vì thế cho nên tăng yeah. luật luật nghi tăng luật nghi khác với, với ghi tăng cho nên ngày xưa chư tăng thời đức phật đó một nghìn hai trăm năm mươi vị đều là thánh quả ít nhất thì còn khoảng bác đó là ông a thì cũng là tu đạo hoàng yeah. tu đạo hoàng tức là, là dự lưu dự lưu tức là sư thấy được cái tính chất tĩnh lặng cái dòng chảy nó lặng lẽ một cách thanh bình yên lặng chứ không phải nó ồ ạt theo cái vọng niệm đó cho nên cái ý nghĩa đó nếu mà sư bây giờ sư chưa rõ ràng thì sư hành đi sư hành lại cũng giống như sư hành minh sắc tuệ hành lại thì nó sẽ rõ ràng thì cái, cái chỗ chứng sư là chắc chắn rồi đó, đó tôi chỉ có thể giải thích tới đó thôi ha bây giờ nếu sư có cái gì nghi thêm thì hỏi luôn đi Dạ, con thực sự tới bây giờ thì con thấy cái giống như thầy vừa chia sẻ là cái dòng chảy của vọng niệm nó từ từ nó nhỏ nhịp lại á. Nó nhỏ nhịp khi mình tiếp xúc với cảnh vật, nó nhỏ nhịp khi mình đang cái âm thanh mà cái tâm thực sự nó rõ biết. Và khi nó rõ biết như vậy thì dường như cảnh á, nó động nhưng tâm mình thực sự nó không có động. Ví dụ như là lúc mà cây lá nó rơi á, hoặc những người đi qua đi lại ồn ào á. Trừ khi duyên nó lớn lắm, ví dụ như một người mình thương, một người như ba mẹ mình hay là những người đồng tu với mình duyên lớn lắm thì tâm nó khởi tâm trong con nó sẽ khởi và đó mình bị cứu thêm một vài phút nhưng khi mà trả lại thì tự nhiên cảm nhận mặc dù không có một cái người cảm không có một cái người nhưng mà từ cái vọng tâm nó sẽ giảm xuống và chỉ còn sự cảm nhận trôi chảy của một sự tương như là liên tục sinh diệt của pháp do duyên mắt thấy sắc tai nghe tiếng thì hiện tại tâm con trong mấy năm tu học á, thì hiện tại nó cảm nhận được rằng là cái duyên để tiếp cận nó từ từ nó nhỏ nhịn lại thì con muốn hỏi là tiến trình này nó, nó đã tới đâu và con phải nhẫn lại chờ đợi tham nhẫn để mà tự nó tiêu dần theo cái cái tánh biết nó giá tiếp hay là có một cái tự duyên nào đó con cần để mà nó tiếp tục nó đoạn thêm cái lớp này nữa để nó bước qua một cái giai đoạn sâu hơn trong cái tầng tâm thức của mình đó thầy. Đây tôi tôi nói này này tôi nói cái 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 đoạn vừa rồi đó đúng là nếu mà sư ăn trú trong đó thì mọi việc nó đều xong hết và nó nó tiến ở trong cái mà không còn cái cái nghi vấn nữa nhưng mà ở đây để tôi nói thêm là ví dụ như bây giờ khi mà sư theo hơi thở nó giống như là là giống như là cái tuệ minh sát cái thứ nhất cái tuệ thứ nhất là khi mà sư phòng và xẹp đó à, thì khi mà sư thấy rõ ràng như vậy đó thì tự nhiên là sư sẽ thấy được cái cái mà trong kinh nó sanh và diệt tức là khi nào nó nó sanh ra thì nó phải diệt mà nó diệt thì nó phải sanh tức là cái bụng mình phồng lên là sanh mà thẹp đi là diệt sư 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 có nghe không đó cho nên ở trong cái cái tệ minh sắc thứ nhất á là mình thấy được cái sanh diệt cho đến khi cái tệ thứ hai á thì mình bắt đầu mình thấy cái gì à, nghĩa là mình thấy nhân và quả cái gì mà nó khởi lên nhân và quả thật sự thì cái này để đạt để cho mình thấy cái sự tiến hóa và có cái thấy thôi chứ thật sự dù mình không thấy thì mình ở trong đỉnh nó cũng vẫn tuần tự nó đi như vậy đó nhưng mà cái thấy ra để cho mình nó có cái chắc ăn là mình tu nghĩa là mình đã đúng pháp đã thấy đó nhân quả cho đến cái thứ ba đó thì cũng thì cũng cái từ trong định đó mà sư sẽ thấy rằng tất cả nhân quả này thực sự nó nó gần như giống như nó cũng không có từ có thật. Tự nhiên sư bỗng nhiên sư thấy cái vô thường, ví dụ vậy đó. Đó là bắt đầu sư chuyển tánh. Đó chuyển tánh từ cái không có tin tưởng rằng tất cả niệm hay là sự vật bên trong bên ngoài mà nó tồn tại bằng cái có thật. Cho nên mình mất tin tưởng đó. Đó thì cũng như là sư thấy ở bên ngoài mà cái cảnh và mình sanh ra một cái gì đó rồi nó lại vượt qua này kia. Tức là nhờ cái tâm định mình ít nhiều đó Thì mình mới thấy cái đó Nghĩa là nhưng mà cái tiếng hóa này Là cái tiếng hóa theo cái Nó giống như là cái pháp học Để mà phân tích Để mà biết thôi Còn thật sự ở trong pháp hành mà chứng đó Nếu mà sư không có cái pháp học trước Hay là khi sư công không cần Không cần phân tích đó Thì mình là Khi mình thấy Mình thấy là tức là ngược vào Mình thấy tự chính cái chuyển động Thấy cái đang là chứ không phải là thấy cái tính chất mà để để phân biệt để mà mình đặt tên yeah. cho nên mình không yeah. có đặt tên cái sự, cái sự chuyển động đó tức là trong tâm mình không có khái niệm mình không có niệm yeah. thì cái chuyển động đó cái chuyển động nó sanh hay nó diệt nó đến hay nó đi nó thế này thế kia thì mình thấy cũng như yên lặng cũng như là cũng như mình nhìn ở ngoài mình thấy cây nó lay động mọi việc nhưng mà mình không có nghĩ vậy cả khi mình không thấy nghĩ gì thì thực sự nó trở thành một cái thiên nhiên một cái tươi mát mà một cái cho nên ở trong đó sư sẽ thấy cái tâm mình nó không động nghĩa là cảnh động nhưng mà tâm không động tâm không động tức là cũng đồng thời nó không có ý nghĩ vậy cả nếu mà sư suy nghĩ á thì không động nhưng mà sư sẽ có ý nghĩ sư sẽ có cái sự mát mẻ hơn nhưng mà đồng thời mình có ý nghĩ thành mình không nhận ra cái cái pháp nghĩa là mình cũng như là mình có thể bị cái tâm mình tiến quá nhưng mà mình không nhận ra cái pháp vì thế cho nên khi mà mình nhận ra pháp á cái pháp là nó chỉ là một cái 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 sanh ra nó là cái chuyển động cái thay đổi cái lắp đặt cái vô thường thôi nhưng mà khi mà sư xác định nó bằng một cái từ một cái tên một cái gì đó, đó thì thì cái chỗ đó là nó nó trở thành cái cái tính chất mà nó phân biệt phân tích đó thì gọi là mình bị kẹt trong cái pháp, nó có pháp. Cho nên nói là ví dụ như mình uh, mình ngộ tâm nhưng mà không ngộ pháp. Giả tỷ như nếu mà có chứng nữa thì mà mình đã đã vượt qua cái tâm, tức là cái nhưng mà mình không vượt ra cái pháp, tức là mình còn bị cái pháp nó chế, nó chế tức là mình hạn chế, còn nếu mà sư không đặt tên, mình chỉ thấy là thấy thôi nhưng mà mình cứ cứ rút thẳng vào ở trong cái chỗ định tâm đó, mình rút thẳng vào cái trạng thái cái trạng thái mà không có tư không có tư tưởng đó, đó. đó. Yeah. Nhưng mà ở trong cái mà tôi nói nãy đó, chứ, chứ ở trong cái mà mà tôi nói là sư được định sơ thiền á, à, cái 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 chỗ mà mình nghe mình nghe mà tự nhiên mình nghe cái niệm mình nó không nó yên lặng quá đó, thì nếu mà sư đừng yeah. có quan mang đừng sợ hãi á, thì tự nhiên ở trong đó yeah. sư trong đó sư có cái gọi là tâm và tứ. Tức là một cái tính chất vần vũ lặng lẽ ở trong 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 cái cái tâm của mình á, mình sẽ thấy được điều đó ở trong cái định tâm. Tức là nó là uh, sơ thiền tức là ly sanh hỷ hỷ lạc, tức là nghĩa là ly dục, ly ốc pháp, tức là ly cảm và ly tưởng đó có tâm và có tứ. Có tâm tứ là lúc đó mình thấy được có tâm có tứ bởi vì nó có lúc đó cái tầm tứ bởi vì cái cái niệm thô nó không có cái, cái, ý nghĩ hay là cái khái niệm mà tưởng tượng nghĩ nhớ phân biệt nó không có nhưng mà bên trong nó vẫn có một cái tính chất thầm lặng của đó thì nó gọi là tầm và tứ thì tự mình biết thôi nhưng mà nếu mà sư đẩy tới nữa thì nó sẽ vượt qua nó lên nhị thiền vượt qua cho nên đó là những cái trạng thái mà tự mình 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 thấy mình kiểm nghiệm được thì mình sẽ không còn nghi ngờ gì cả còn nếu mà mình theo cái pháp học mình nghi nhưng mà mình chưa có chứng điều đó đó thì thật sự thế nào mình mình cũng không tin được và mà mình nó nó giống như nửa còn nửa mất à, thành do như vậy cái tâm mình nó hoang mang và nó 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 vọng à, vì thế cho nên ở trong đó mình chỉ 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 cần có đúng pháp mình lặng lẽ cũng như là nếu mình hít thở mình hít thở nhưng mà lâu yên lặng thì từ từ hơi thở nó sẽ điều hòa nó, nó nó sẽ tĩnh lặng thôi, bởi vì tự tính có pháp nó là vậy chứ không phải mình làm nó vậy, đó. cũng như về ví dụ như sư ngồi hay sư nằm gì mà không nghĩ gì hết cả thì tự nhiên cũng đồng nghĩa như mình buông xả, khi mình buông xả hoàn hảo thì thân mình nó cũng khỏe, tâm mình cũng khỏe, nhưng mà ít khi mà mình nhìn vào cái trạng thái tâm, cái trạng thái thật của nó là gì, bởi vì khi cái nhìn này sư không thể nghĩ tưởng không nói là tôi đang nhìn nha tôi lắng nghe hay là không sư không bị cái ức chế không bị bất cứ một cái, cái, cái ý niệm gì cả thì cái nhìn hay là cái nghe đó tự nhiên nó sẽ thấy còn mình căng thẳng một chút thì nó không bao giờ thấy đó à, cho nên cái đường hướng của thiền là nó như vậy đó à, th à, thôi tạm như vậy đó hả? Dạ, dạ. dạ Cảm ơn thầy đã chia sẻ nhiều cảm ơn thầy nhiều à. nhân duyên tốt để con học hỏi rồi khi nào mà sư tu có cái gì mà mới thì sư nghi thì sư cứ hỏi ha ừ. Yeah. nhưng mà chỉ hỏi trong yeah. cái thời giờ này thôi chứ cái giờ khác thì tôi lại bận cái việc khác yeah. nữa rồi Dạ, dạ dạ, con sẽ dùng giờ này nhưng mà con không biết số điện thoại nó lâu, lâu con gọi được, nó lâu, lâu nó bị ngắt hết thì có gì con gọi đi gọi lại à. Dạ, 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 thầy nhớ mở điện thoại uh, thường xuyên có gì con liên hệ được dễ dàng dạ. Ừ, rồi. Ừ, dạ con cảm ơn thầy dạ. ừ, rồi. Ừ. Đi về nước này ông Úc nhưng mà ông chạy qua Thái Lan rồi ông đi tu chừng đấy. À. Nhưng mà tu thì được nhưng mà không có ai giải cái chỗ đó. À. Ừ. À. ông à. lòng mai nhưng bây giờ <laughs> hòa thượng ông nằm chỗ ông, ông 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 cũng đâu có dễ gì hỏi ông vấn đề này nó thuộc về cái thực sự cái uh, tính chất uh, trải nghiệm của cái có thành giả chứ nó không phải là lý thuyết cho nên mình cũng cũng khó mà mà mình nói được mà người tu người nào tu thì phải thấy được cái 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 khoảng đó phải tự mình thấy rồi có thể phải tự mình quyết định đó. cực chẳng đã lắm mới hỏi chứ hỏi mà nếu không hiểu thì còn nguy hiểm nữa đó. cho nên bây giờ trở lại nói về cái tánh đó. đầu tiên là chúng ta nói những cái tánh thường đi Ví dụ một người họ có một cái tánh quen gắt gỏng hay là họ có thể là họ nóng nảy, tôi gọi là người có tánh nóng hay là người có cái tánh gì đó nhẫn nhục á. Nó có hai cách mà nó 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 phát khởi. Một là nó gọi là cái chủng tử, có người nó có cái chủng tử tức là có người họ sanh ra lời từ lớn lên, họ nó 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 có cái nó có hành động như vậy. À. À. Còn có một người thì họ họ cũng lớn lên ở trong đồng thời cái tuổi đó hay là cái đương thời đó, nhưng mà họ không có hành động đó là bởi vì ở trong tâm họ nó cũng quen với một cái gì không phát tác, nó nó không có nó không có khởi lên. À ví dụ như bây giờ mình nghe một cái người nào mà họ nói một cái câu nghĩa là nó có tính chất bạo hành hoặc là nó cái câu nó không được không được tốt đẹp nó có cái chiều hướng xấu thì tự nhiên trong tâm mình nó sẽ bực bội nó sẽ bực hoặc là mình sẽ phản tác lại có khi mình sẽ sẽ cãi lại hoặc là có khi mình phải hành động gì đó thì mình gọi là một người có cái tính chất nghĩa là phản kháng. Ừ. Còn nếu không á thì người đó hoặc là có cái tính nhẫn nhục hoặc là có tính chịu đựng. Mình nói vậy đó, nghĩa là từ cái đặc tính hoặc là người đó có cái tâm từ hay là cái tính từ, cái người đó cũng là người này có cái tính từ thiện, còn người này có cái tính ganh tỵ, à, nghĩa là nó có vô số tánh nhưng mà mình xét cho kỹ á thì nó có hai một là cái tánh nó 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 do một cái cái nghiệp quá khứ nó có cái chủng tử từ hồi nhỏ sanh à nó 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 cũng có như vậy rồi, nó cũng có cái chủng tử đó là chủng tử mình hồi trước mình đã có cái đó rồi mình chết đi rồi nó nó, nó biến đổi cái thân thôi chứ cái tánh nó theo nó theo cái nó gọi là cái nghiệp đó, nó theo cái cái chỗ tái sinh và nó phát hiện ra trong cái thân cái thân mới bây giờ đó nó thoát à. cho nên do như vậy cái cái nghiệp cũ cái nghiệp quá khứ đó nó tồn tại ở trong cái hành động và cái thân của đời này gọi là dục tri tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị đó muốn biết cái đời trước ngoài thì của mình thì bây giờ mình coi cái cái thọ dụng hay là cái cảm thọ của mình yếu tri lai thế quả kim sanh tóc giả thị muốn biết cái quả đời sau thì mình phải coi cái hành động của mình hay là khuynh hướng của mình hoặc là do cái hướng tâm của mình thì mình biết sẽ mình sẽ đi đâu à, cũng như bây giờ mình muốn đi du lịch thì thì coi thứ tự đầu tiên là mình muốn mình muốn đi thoải mái mình đi thư giãn mình đi du lịch nhưng mà mình coi thứ mình muốn đi du lịch ở đâu du lịch ở bên Âu Châu bên Trung Đông hay là ở bên Miếng Điện hoặc là ở bên Ai cập gì đó mình nghĩa là tùy theo tùy theo cái chỗ đó cái chỗ đó thật sự là mình thích tôi nói ở cái tánh tôi thì thích đi du lịch ở châu âu hay là tôi ở phi châu hay này kia đó thì thì nó cũng là một nó tạo thành một cái 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 ý muốn trong cái muốn đó nó trở thành một cái thích theo cái chiều hướng đó vì cái đó là nói cái đó nó khó hiểu hơn là nói cái sự phản ứng của mỗi người nó có nó có cái đặc tính khác nhau cái người này có tánh lương thiện mà người kia thì có tánh hung dữ người này thì có tánh quả quả, hay là năng động mà người kia thì có cái tánh nghĩa là nó trầm mịch như là lặng lẽ hay là cái nhẫn nhục gì đó thánh nhưng mà cái chỗ đó chúng ta nói về cái sự cái nguồn gốc của nó nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải thấy mình phải thấy yên lặng được, có khi mình không muốn mình cũng phát tóc theo cái, cái 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 cái, cái chỗ của mình đó mà nếu mình thấy mình thấy trong khi mà mình bực mình mình phát tác lên đó thì đó là cái chỗ tốt nhất cái chỗ khởi đầu để mình biết ra cái 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 cái, cái sự thật của nó nó cái tiến trình nó như thế nào nó thì nếu mình bắt đầu mình thấy được cái chỗ đó đó thì nó cũng có hai cách một là nếu mà cái bậc thượng lưu thì khi mình vừa thấy thì nó vừa biến đổi tức là mình thấy theo cái đường hướng của ngộ tức là mình thấy tới đâu tức là mình nó trống rỗng tới đó nó không có tới đó nghĩa là mình thật sự cái thấy mà mạnh đó thì cũng như ánh sáng mà rọi vào trong cái bóng tối cái bóng tối nó không thiếu ánh sáng cho nên nó sanh ra cái ảo cái 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 những cái của cái tính chất ảo tượng của trong của không gian những cái hình ảnh hoặc một cái gì đó và cũng do mình tưởng tượng nữa nhưng mà khi ánh sáng nó bùng lên thì những cái kia nó tự mất thôi cũng như là ngày đến thì đêm nó mất sáng đến thì tối nó mất nó bởi vì các pháp nó chỉ ảo nó không bao giờ nó có thật cái gì hết cả đó ngay cả vật chất nó cũng vậy thực sự là nó cũng tụ tán theo như cái cái tính chất của 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 những cái phân tử nghĩa là nhưng mà nó cũng không có thật thật sự những phân tử đó cũng cũng không không thể có thật được đó vì thế cho nên do như vậy nhưng mà mình nhìn nó không thấu được thành mình thấy có cái tướng mình thấy có tướng cho nên mình chấp tướng bây giờ nếu mình thấy nó vô tướng thì thế thì cái chấp tự nhiên nó tiêu nhưng mà nó phải là cái mình lợi can một chút tức là mình thấy rồi mình thấy cái biến mất của đó thì tự nhiên cái cái ngã của mình nó cũng tiêu theo cái chỗ dựa đó cái chỗ dựa của cái hữu nó có đó thì bây giờ mình thấy cái hữu nó bay mất rồi thì cái cái sâu xa cái chỗ dựa mình nó mất thành mình không có nói là tôi thấy hay là tôi là gì hết cả đó đó là kêu mà gọi là mình thấy tánh ừ bởi vì khi mà gọi là tâm nhận được gì nhận được tính rồi tâm tự buông tức là khi mình nhận ra cái tính đó khi nhận ra thì nó cũng có nhiều cách nhận cái nhận mà của cái người mê cái người mà cục mịch quá thì khi họ cần nhận họ cần sắp rồi nó nói, tánh tôi là vậy đó sao không có sao không tôi là vậy đó tôi là người ngang tàn tôi là người chịu như vậy như vậy đó họ lại thích như cái đó, họ lại tôn cái cái đó trở thành một cái cái chỗ dựa, một cái chỗ tự hào, tự mãn. Thì cái chỗ này thì mình mình chịu thua thôi. Mình cũng không không có không, không có rời tới được. Đó. Còn cái thứ hai á, cái bậc hành giả tu hành á, khi thấy như vậy á, thì cái thứ nhất là mình tỉnh thức, mình biết cái 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 tánh này nó không tốt hay là nó vô thường hay là cái cái tánh này mình sanh ra những cái đặc tánh đó mình chỉ làm khổ mình thôi và thật sự nó trống rỗng mình phải giác ngộ từ cái cái tính giác khổ không vô thường đó à, còn cái người mà thượng thừa đó thượng lưu á thì khi mình vừa thấy đó thì nó tan bán biến thay cũng giống như khi mình thấy niệm thì nó cái niệm nó không thể có được cho nên mình giác ngộ ngay khi mình thấy vài ý niệm mình thấy thật sự là nó chỉ bung ra giác ngộ thì mình thấy thật sự là cái niệm đó không có thật bởi khi nó qua cái thấy thì thật thì đây là mình giác ngộ chứ không có nó không qua cái thứ thứ lớp mà để mà tuần tự tu tập cái gì hết cả đó và nó giác ngộ từ từ cái ánh sáng nó nở lớn lớn ra chứ nó không có cái con đường um, rõ ràng gì hết cả đó nhưng mà đây là những cái hàng mà họ tu chứng tu um, tu gọi là tu để tìm con đường giác ngộ con đường tỉnh thức gọi là mình tìm cái cái tánh giác tánh phật đó đó thì nó mới vậy còn nếu mình tìm mà cái pháp cái pháp để đi lên đó, thì mình sẽ thấy theo cái giai đoạn đó, tức là mình à, mình có cái tánh đó thôi mình phải sửa đi mình phải sửa mình xấu quá mình phải làm cho mình tốt cái này kia họ nghĩ sửa mà khi họ nghĩ sửa thì nó là thành ra một cái loại tánh cái tánh cẩn thận và cái tánh muốn hành trì cái tánh đó nghĩa là khi mình nghĩ ra cái gì mà mình làm thì nó sẽ trở thành tập tánh, tập tánh. Chứ <laughs> Nhưng mà cái điều này thì nó cũng thiện, họ muốn sửa. Nhưng mà nếu họ sửa không được á, thì họ sẽ bực mình. Là bởi vì khi cái tánh nó không có thật, nó không có thật nó nằm trong người mình á, thì khi nó phát sanh nó do một cái luồng gọi là kết sử ở trong cái thức của mình nó phát sinh ra, mà do nó quân tập vào rồi nó phát sinh ra nhưng bây giờ mình muốn, muốn sửa nó thì là mình lại đặt ra một cái tiêu chuẩn một cái cái gì đó để mình sửa mình mình nói là nếu ai nói tôi tôi phải nhịn nhục tôi phải này kia đó thì thật sự ra kể ra thì nó 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 được nhưng mà thật sự nó rất là mất công bởi vì khi mình thấy nó trống rỗng thấy thì thôi chứ, chứ 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 bây giờ mình tập gì mình tập thì là mình phải nghĩ lại rồi mình đặt nó nữa cũng giống như mình mình muốn biết hơi thở hay là mình muốn nhẹ nhàng thanh tâm thì cần phải mình biết hơi thở nó không có gì nó, nó 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 cái nguồn gốc của nó là là do cái cái loạn khí hay là loạn cái 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 thần kinh tư tưởng của mình do nhiều mình mình có những cái vọng niệm cho nên từ những cái vọng niệm đó nó mới sanh khởi ra khí ra gió rồi từ trong quả tim của mình từ những cái nhiều yếu tố mà nó phát xuất ra cái cái gỡ. Nhưng mà khi mình thấy đó tức là mình ngưng lặng như rồi một phần là mình ngưng lặng nó, tức là nó nó đang ngồi nó trở lại cái tính chất yên tĩnh của nó. Rồi đồng thời khi mình hiểu biết nó như là cái tánh không như là không có gì thì nó trở trở thành tính lặng và nó trở thành thiền diệt. Đó. Rồi nó trở thành một một cái một cái tính chất nghĩa là tự chứng. Vì thế cho nên nếu mà mình trong kinh nói đó là nếu mình ở trong cái từ tam thiền thì thì mình mình sẽ tất cả cơ thể thì mình sẽ ngừng lặng lại tức là ngay cả cái cảm thọ mình giống như nó cũng mất đi nghĩa là diệt thọ tưởng đó nếu mình hiểu cái diệt thọ tưởng rồi ấy, thì mình xả ra có thể mình đạt được cái chánh trí thì coi như là à la ảnh đó. đó. Bởi vì thọ tưởng cũng không có thật. Nó chỉ cảm cái cái nghiệp mà nó thọ mà mình không biết cái 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 cái, cái tâm cho nên nó thành tưởng. Nếu mình biết thật sự tâm thì nó làm sao tưởng? Tưởng là nó nó, nó sanh ra cái thức. Ừ. cho nên nhưng mà biết tâm thì nó không biết lấy gì mà biết được hết cả, nó phải ngộ nó ngộ là do cái mình tu tập hoặc là mình đưa dẫn lần lần mình theo dõi hoặc là có cái bậc thầy bậc minh sư gì đó họ đã đạt được rồi thì họ sẽ chỉ cắt nhắc họ chỉ cho mình. Đó. À, nhưng mà điều này cũng khó là bởi vì mình cũng không tin vị thầy đó đâu. À, mình mình cũng không biết cái giá trị thật của nó như thế nào cho nên mình không thể nhẫn nhục mình không thể học được mà mình muốn tự mình đó, cho nên có những cái điều mà nó 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 trở ngại ở trong cái 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 tiến trình mà mình thực hành pháp, mình tu tập pháp, như thế cho nên do như vậy cái vấn đề tu á là một vấn đề nó có những cái phần mà phải trợ duyên, ví dụ mình phải ở nơi một cái cảnh mà không bị phá khuấy nó yên tĩnh hoặc là nó thiên nhiên hoặc là cái môi trường nó thuận lợi và nó không có tiếng động nói chẳng hạn một còn hai nữa là mình phải có bạn lành phải có những người bạn cùng tu tập hay là nếu có vị thầy nghĩa là có kinh nghiệm thì điều đó rất tốt và thứ ba nữa là mình có một cái sự hạ một cái quyết tâm bởi vì mình biết cái điều rất quan trọng nghĩa là cũng như giống như là mình mình đi qua cái, cái sông mà mình bằng phương tiện nào đó nhưng mà nếu phương tiện đó nó không đủ không đơ không đúng thì mình sẽ chìm chết à, cũng giống như một cái phao mà nó chỉ lúng một lỗ thì mình cũng bị xì nước mình cũng bị chết đó cho nên mình biết cái sự quan trọng của cái vấn đề giải thoát thì mình mới có ra một cái sự kiên nhẫn một sức mạnh được à, cho nên có người nó không có giác ngộ nhưng mà mình có thể tưởng tượng cái sự giác ngộ này cực kỳ quan trọng nó còn quý báu hơn tất cả của cải vàng bạc trên mặt đất này nữa đó. cho nên mình mới tìm cầu sự giác ngộ mình mới tìm cầu sự giải thoát mà mình mình cũng biết những cái pháp phương tiện trong tam giới này chỗ nào cũng khổ dù trời người hay là bất cứ nơi nào mà có tướng thì nó có sự sanh diệt có sự hoại diệt mà nó khổ đến mức không cùng tặng được đó. cho nên mình thường phải thường phải quán khổ mà đời này thì thật sự rất dễ đắc nếu mà có tâm dễ đắt. Nội cái mà mình coi, mình thấy cái thế giới này nó bắt vô thường, như là mưa chiều, nắng sớm, rồi nó có người nó đổi thai, rồi nó sáng còn, tối chết, rồi những cái khổ khủng khiếp, khủng khiếp, vô số chuyện như là những cái lau tù, những cái chuyện bức xúc, hay là những cái chuyện mà người ta đi trốn chạy, cái gì gì đó hoặc là nếu mình, mình mình thật sự mình để ý tới cái đó hoặc là ít ra là mình dòm những cái chơi như mình coi trong thiên nhiên quan giả rồi đó nó cũng làm cho những cái khổ khủng khiếp lắm những sự tàn nhẫn những cái đó mà mình dùng cái cái từ như là tàn nhẫn vô nhân đạo rồi thì nó cũng không thể nói hết những cái sự khủng khiếp đó cho nên khi mình coi những con vật nó cán xé nhau một cách tàn bạo một cách khủng khiếp ở trong những trường hợp nó lạ lùng hay là những khi mà người ta đi vượt biên rồi người ta bị hải tạc vị đồ đó mà mình phải thâm nhập mình phải, phải, phải được nghe những người mà họ kể lại đó thì tự nhiên mình tự nhiên mình rùng mình và tự nhiên mình tiêu, tiêu nghiệp mình dắp gỗ liền ngay lúc đó mình thấy cái cõi đời này nó còn hơn cái địa ngục nữa thì tự nhiên cái lòng mình nó cứ dẫn dân nó bước sanh nó nhàm chán mà nhàm chán tức là mình không muốn tạo nữa mình không muốn tồn tại ở trong cái cái nghiệp ác nữa thì tự nhiên lòng mình nữa. một là mình sanh cái sự dấn dân mình thoát ly mà để mình đi ra khỏi 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 cái sự ràng buộc khỏi cái cái lòng tham vọng còn thứ hai nữa nếu mình là có chúng thứ bồ tát á, thì mình sẽ sanh được cái lòng từ mình sanh được cái tình thương mà không đòi hỏi vậy cả cái tình thương đó nó sẽ làm cho quả tim mình êm dịu mát mẻ thanh bình và đồng thời khi mà mình thương đó thì tự nhiên mình cảm mình cảm được tất cả những cái nỗi khổ và tất cả những cái gì của nhân loại của chúng sanh mà khi mình cảm đó thì nó sanh ra trí tuệ cho nên nó là nhờ cái thông suốt thì nó mới cảm gọi là cảm thông hay là thông cảm mà mình thông cảm rồi thì tự nhiên mình hiểu biết bởi vì mình có cảm tới một người nào đó thì mình mới biết cái nỗi khổ của người ta thì mình mới thương được mà nếu mình có thương được thì mình phải cũng phải thấy được cái, cái tính chất bức xúc nghĩa là khổ hại của họ đó. cho nên do như vậy mình cũng như mình có cảm ở trong thiền mình cảm mình thấy được cái hơi thở thấy được sự mệt mỏi thấy được cái thọ của mình nghĩa là cái khổ thọ hay là tất cả những cái thọ của mình nó đều vô thường nghĩa là này kia đó thì mình có cảm thì tự nhiên nó thông còn nếu mình thông trước thì mình cũng cảm nữa cho nên gọi là cảm thông còn nếu mà cái tâm mình nó, nó không có thông cảm nó chai đi trở lì thì mình thấy chỉ là thấy thôi, thấy chỉ là thấy thì thật sự là bây giờ mình không khổ nhưng mà lát nữa mình khổ mình cũng không biết hoặc là có khi mình đang khổ mình cũng không biết nữa. Đó. cho nên cái vấn đề học đạo là một cái vấn đề cũng giống như mình đi thám hiểm, mình tìm kiếm, mình đi vào những cái xứ xa lạ hay là quan vu, hẻo lánh, tĩnh lặng và mình thấy vô số những vật lạ trong đó có khi có kho báo có khi có những cái thú dữ hay này kia gì đó tùy theo trên cái đường mà mình đi mình gặp như vậy vì à, thế cho nên cái tu hành này thật sự nó đòi hỏi mình phải có cái chí hướng và phải có một sự đam mê à, rồi mình mình phải có một sự thích thú ở trong đó thì thì mình thấy mình tu hoài mình cần tu cần vui còn sướng chứ nó không có khổ còn nếu không thì mình sẽ thấy nó mệt mỏi quá, nó chán mà mình tu hoài tu hoài mình không thấy dễ cả. Đó. cho nên cái điều này là tự nhiên do cái cái chỗ mình phát tâm và phát kiến lên ở trên cái hành trình đó. Rồi mình cần phải có bạn bè, có có những cái vị thầy mà người ta có kinh nghiệm thì người ta sẽ chia sẻ giúp đỡ cho mình. Ừ. nhưng mà nếu mình không biết cái sự quý giá đó thì những người họ họ có họ cũng không dám nói bây giờ họ biết nghĩa là mình mình nhận định cái trình độ mình nhận cái chỗ đó nó cái giá nó còn thấp quá đi thì người ta nói ra mình không lãnh hội nổi à. cho nên hồi đó mà ngài Huệ khả mà gặp tổ đạt ma đó thì khi mà đứng ở dưới tuyết trong đêm khuya lạnh lẽo như vậy á tới nửa đêm nhưng mà khi mà cầu đạo thì ngài Đạt Ma còn nói tâm nhỏ nhoi chút ít như vậy mà muốn làm phật sao được? nghĩa là ông khích lệ thì huệ Khải cứ rút kiếm chặt một cánh tay đưa lên, đó thì 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 thì, thì ngài Đạt Ma mới nói pháp vì sao? vì thấy lúc đó huệ Khải chỉ còn một cái tâm thức là cầu đạo thôi, cầu đạo và thành và giác ngộ thôi, ngoài ra không còn có nghĩ thân dù có chưa chứng thân gì hết cả chưa chứng quả nhưng mà cũng như là hy sinh thân không phải lúc đó không có tâm hy sinh mà vì vì cái tâm đạo mà mà phải đoạn đoạn cái cánh tay thì chính cái chỗ dứt khoát về cái thân thân kiến đó cho nên ngài đạt ma mới nói pháp mới nói ta ta kia là ta an tâm cho ông rồi thì huệ thì trong khi mà huệ khả cầu ăn đó mà khi hỏi hỏi thì đọc dạ, qua nó an tâm tức là trong khoảnh khắc nào con người cũng có cái an tâm cũng có cái phật tánh cũng có cái cái giác ngộ hẳn chứ không có lúc nào là không có cái đó nhưng mà mình không ý thức được mình không biết được mình không biết được là bởi vì cái ý thức mình nó đi chỗ khác rồi mà giả trị nó có lướt qua chỗ đó nó cũng không biết là cái gì bởi vì mình bị trong cái tưởng tri cái thức tri của mình đó nó quá chừng đi Chừng nào mà mình thắng tri tức là mình không có cái thức đó, không có cái tưởng đó, không nghĩ tưởng thì tự nhiên mình thấy lập tức. Thì mình thấy lập tức, tức là khi, cho nên khi mà quỷ khả mà cầu đạo với Đạt Ma thật sự, nói cầu đạo vậy chứ cái trình độ đó, thật sự bây giờ những hành giả đời này tu rất lâu mà chưa chắc đã có cái trình độ như như cái người mà mới đi hỏi đạo như là quỷ khả được. Quỷ khả chỉ mới hỏi đạo thôi chứ chưa chưa có thể gọi là tu nhưng mà trình độ đó thực sự nó cũng là trình độ định tâm và xã tâm rất là lớn rồi chứ không phải là đơn giản vì thế cho nên khi đọc ma nói một cái thì ngài quỳ khả nhận được liền bởi vì sao bởi vì cái nhận được cái khoảnh khắc mà cầu cái khoảnh khắc mà đứng đó cảnh nói gì thì trong cái định lực đó quỳ khả không có nghĩ lao trao, không nghĩ chuyện cả mà luôn luôn đang ở trong chính mình đang biết cái đó nhưng mà không biết là cái gì thì khi mà mà đọc ma nó ta đã an tâm với ông rồi thì khi nói vừa sau cái chữ đó thì cũng ở trong chỗ đó mà thấy chứ chứ không phải là thấy rồi một cái gì khác nghe lúc đó ông thấy cũng như thấy về cái thấy đó thấy về trong cái tất cả như thế nó không có cái gì là bất an ấy cả ông đâu có gì bất an ông đâu có gì cần thiết thật sự ông đâu có cái gì khổ ông đâu có gì mà không hiểu biết đâu cho nên khi khi thấy cái đó thì thật sự là an tâm rồi thì là là việc kia, cho nên nó là phật tánh rồi nó bởi vì cái cái tính chất giác giác tức là mình sống mình thấy được ở trong cái thực tại thực tại như chính nó nó đâu có tội đâu có phước đâu có gì đâu nó đâu có đòi hỏi nó đâu tức là thấy mình như thể không chi đó gọi là chứng đạo như, như, như gọi là chứng đậu vô vi thanh nhàn nó mình không có mình lúc đó mình thấy đâu có cái gì đâu mình đâu có gì mà để cầu đâu có gì mà để chứng đâu có gì đâu nhưng mà nó không có suy luận nếu mình suy luận một chút thì là không thấy lúc đó nó thấy liền thấy liền trước khi ý nghĩ thoát ra ngoài nó thấy liền ngay cái khoảnh khắc đó và nó bừng sáng ra cái hiểu và cái thấy nó gần như một chớp vậy thôi chứ nó không có nó có lâu thì lúc đó huệ khả đã thật sự thì cái khả năng đó là khả năng đã, đã nối ngôi đã trở thành tổ rồi à. cho nên cái cái tánh cái tánh của huệ khả đó là một cái tánh vô thượng là một cái tính chính là cái phật tánh chính là cái tánh giác tính hiểu như biết nhưng mà mình chưa xác định được nó không thành quả thành gọi là tu như như ngài huệ nam vừa nói đó là có ông phải tu trong tánh mình thì tánh mình trở thành vô thượng bồ đề Chứ không phải là tu cái gì cả Mà tu là sửa Sửa là thấy Có thấy thì tự nhiên tự động nó sửa Thấy mà thấy thật thì nó sửa Còn thấy mà thấy cái vỏ bề ngoài Thì nó sẽ nó sẽ tự mình sẽ có thời gian để mà sửa sai Còn mình thấy thật thì tự nhiên mình nó lật ngược ra liền Cũng như mình thấy vô thường Thì tự nhiên cái thấy mình đó là thường bởi vì nếu mình không thường thì mình làm sao mình thấy vô thường được Nếu trong vô thường nó không thể thấy vô thường Cho nên cái thấy đó là thường ừ. trong Cho nên trong cái 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 thấy khổ Cái khổ đó nó là đế Và đồng thời cái thấy đó nó cũng là thoát khổ Cho nên vì thế cho nên nó thấy diệt Nó tiếp tới nó thấy cái chỗ diệt tặng Tức là cái khổ đó thật sự nó cũng không có thật cho nên trong cái cái khổ đế thì nó sẽ thấy được cái diệt đế bởi vì tất cả cái cái tâm vọng đó, cái tâm vọng tâm dục á nó là cái nhân của khổ ừ, cái tâm không thấy là cái nhân của vô thường cho nên nó mình khi mình thấy đó tức là nó nó chẳng những thấy được cái sự thật mà cái nhân đó nó 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 cũng trở thành chính nó cho nên gọi là thấy diệt đế Ừ. thấy diệt tức là thấy cái cái tâm tất có pháp nó tự tự động nó tịch diệt chứ không ai làm cho nó diệt hết cả cho nên chư pháp tùng vãng lai thường tư tịch diệt tướng các pháp từ xưa nay nó thường ở trong tướng tịch diệt ừ. cho nên là một sáng chiếu phương đâm thể diệu toàn bài nó lại vậy thôi khi mà tâm mình bừng sáng lên thì cái thể diệu nó rõ ràng tự mình biết ra thì đâu có phải suy lường chi suy lường nó là học là tu là gì kia nhưng mà lúc đó nó là chứng chẳng phải chỗ suy lường mà suy lường được cái suy lường sau nó không phải là suy lường tức mà nó là cái cái chỗ chứng là biết được đó thầm hiểu ở trong lòng chứ không không, không có tiếng nói nữa lúc đó là một đạo nhã hương trời nam mô pháp qua hội thượng pháp bồ tát cái pháp nó như một cái hoa sen nó bừng nở ra cách thiên nhiên ấy ở, ở, giữa một cái mặt hồ như vậy đó cho nên cái đó là cái 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 ngộ của cái cái tính chất đại thừa của chư bồ tát còn mình là cái ngộ của mình là ngộ chỉ là ngộ ngủ ấm thôi ngộ thanh văn mình ngộ trong này mình dứt được cái ngã nhưng mà mình còn cái pháp mình nói pháp có thật nghĩa là ở ngoài đó là có thật có thật nghĩa là cảnh có thật nghĩa là tất cả sự ót sự cái gì gì đó thiện ngót cái gì cũng có thật nhưng mà nếu mình ngộ theo đại thừa kia thì tự nhiên thân tâm nó đều là một cảnh tức là thân thân là cảnh cho nên nếu mà mình mê thì mình thấy thấy cảnh tức là mình thấy tâm còn mình ngộ mình ngộ rồi thì ngộ tâm thì mình mình cũng dứt cảnh cho nên nó là cảnh là cảnh của tâm tâm là tâm của cảnh nên biết hai đường dứt rốt cùng chỉ một không nghĩa là tức là tâm hay là cảnh gì nó nó không có còn ở trong khái niệm nữa tức là không có còn khái niệm mà nó còn ở trong một chỗ chưa biết chưa thấy nó an toàn nó kỳ diệu như là một đứa trẻ con mà thấy một cái hoa lần đầu vậy đó. Cho nên nên biết hai đường dứt rốt cùng chỉ một không tức là cái không này cái không nó nó nó, nó tĩnh lặng nó sâu xa là cái tướng không đầu tiên để tạo ra vũ trụ là cái chỗ đó. À. Cho nên một một không hai mà một bao gồm hết muôn sai. Cái một đó là cái tổng thể của cái thấy cái nhìn thấy cái 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 không, cái thấy của tính không. Cho nên nó bao gồm hết muôn sai, không có trong có đục lấy gì mà phân hai. À cho nên cho nên mình mới thấy được cái gì mà nó sanh ra đầu tiên mà cái đó nó sanh ra vũ trụ đầu tiên mà nó cũng sanh ra mình ở trong quá khứ cho nên đó là cái vật trước thiên địa đó vô hình bản tịch lưu năng vì năng vi vận vật chủ bất trục tứ thời tiêu đó. tức là có vật trước trời đất không hình vốn lạng trang là nguồn sanh vạn vật còn mãi chẳng điêu tàn tức là lúc đó mình thấy toàn thể thân tâm thế giới rồi nó ngưng lặng lại nó tất cả một cách kỳ diệu lạ lùng chưa bao giờ mình thấy nhưng mà tâm của mình không quản hốt không sợ hãi bởi vì chính cái thấy đó lại là mình chứ không phải là thấy có đối tượng cho nên cái 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 cái, cái, cái thân và cái, cái 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 tâm mình và cái cảnh nó nó đồng một lượt nó sừng lên còn cái thấy mà ta hiện hữu của Mara đó là cái thấy cái thấy ở cái 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 ngã tư đường đứng đó rồi tự nhiên sẽ thấy cái pháp sanh diệt hoặc là sẽ đi lắng vào thì thấy cái tuyệt đối. <laughs> Cho nên Mahara thì cũng như ngồi ngồi gọi là gần Phật thôi chứ thực sự chưa phải là Phật. Đó. Cho nên cái 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 tính chất mà 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 gọi là cái ta hiện hữu đó, à. vì thế cho nên phải vào tuyệt đối, tuyệt đối và tuyệt đối, cho nên quyền chi hữu quyền chúng vị chi danh, cho nên thấy cả hai, bởi vì thấy thấy vô và thấy hữu, bởi vì thấy vô là thấy cái chỗ quyền diệu, gọi là thường vô dục dĩ quan kỳ diệu, khi mà không có một cái dục không phải là dục vọng, phàm phu hay cái gì bình thường mình nhưng mà mình thấy cái không cái trống rỗng cái, cái, cái sự không có một cái, cái, cái lòng ham muốn hay là không thấy thế giới này không có khởi lên một cái động tâm dễ cả cái khoảnh khắc đó gọi là thấy quyền diệu thường vô dục với con người diệu nhưng mà nhớ cái mình thấy có có dục đó, tức là mình thấy sự khởi lên đó thì mình lại biết cái nguồn gốc của nó với quan kỳ khiếu cũng giống như mình thấy cái niệm thấy cái niệm thì chẳng bao lâu mình là thấy thấy được cái nguồn gốc của vô niệm bởi vì cái niệm nó khởi từ vô niệm cũng như thế giới hữu vi nó từ trong cái vô vi mà cái vô vi này không phải có cái vô vi thiệt là do cái thấy của mình thôi cái thấy mình thấy hữu vi nhưng mà do cái thấy mình tức là vô vi cho nên khi mình thấy cái thấy thì cái tướng thấy và cái tâm thấy nó nó liền mất À, cho nên cái giai đoạn này á, mình nói ra thì nó rất có nhiều cái thứ lớp Nhưng mà thật sự là, là cái chừng mực do cái thức mình biến thôi à, Chứ không có gì cả à, Cũng như hồi đó tôi nói Tôi nói với ông thầy lúc mà học đó Tôi nói Minh Huệ ơi tôi thấy niệm Phật Nó ở dưới chân đó. Tôi bước đi sao tôi nghe tiếng Nam môi gì là Phật nó ở dưới chân Đúng Ừ. ông điên rồi sao mà không thấy niệm phật gì ở dưới chân <laughs> bởi vì mỗi lần tôi đi thì tôi nó môi với đà phật rồi lâu dần rồi cái tiếng động nó mình không niệm nhưng mà cái tiếng động mình nó tự nhiên mình cảm thấy cái tiếng động nó thành ra âm thanh niệm phật cho mình nói vậy lúc đầu mình không biết mình nó ồ xong nó niệm phật dưới chân bởi vì niệm phật là mình ở trên đầu nhưng mà mình bước mình đi kinh đi thiền hành đi kinh hành nhiều quá đó thì nó ở dưới chân bởi vì mình theo cái tiếng động đó bởi vì mình bây giờ mình không không lúc đầu mình động và theo cái bước đi nhưng mà sau mình không có cái niệm mà cái nực dạng hằng nếu niệm theo bước đi rồi sau mình dứt niệm thì cái tiếng động kế tiếp đó nó trở thành niệm nó quen nó cùng với cái động nó phát sanh cũng như mình niệm phật nó quen rồi thì tự nhiên mình nghe cái cái tiếng đồng hồ nó đung đưa tích tắc tích tắc tích tắc thì mình nghe a di đà phật a di đà phật mình đồng quá cũng giống như mình nghe nốt nhạc mà mình nghe ra cái tiếng lời của hát vì thế cho nên đó cho nên ví dụ như bây giờ cái 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 nốt nhạc đó thì nó nó cũng có cái vần bình hay chắc thì tự nhiên mình thấy mình thấy cái dấu ví dụ như cái dấu quyền, dấu không, nó là bình, dấu hỏi, ngã là trắc. Ừ. Ví dụ như chẳng hạn mưa rơi, ừ. chữ mưa nó là bình, chữ rơi nó có bình. Ừ. Mà chữ trên dưới, chữ trên nó cũng bình, ừ. chữ thấp cổ thì nó trắc. Cho nên khi mình mình phổ ra nhọc cũng vậy thì mình cũng phải phải để là đồ mi rê xí phá thì nó nó cái cái bằng đó cho nên cái âm nhạc nó theo cái âm thanh đó thành khi cái bài nhạc nó vào ở trong cái cái cái, cái tiếng âm thanh nó vào trong đó người ta nó nó biểu tượng cái 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 hiểu biết của mình đó, đó còn còn khi mình nói thì mình phải nói mình nói phải nói theo cái âm vặn và mình hiểu biết bởi cái tướng nhưng mà mình khi mình nghe cái nhạc thì từ cái âm thanh đó là nó sẽ, sẽ biểu cái 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 thức của mình vào trong tướng còn mình nói là mưa vẫn rơi trên từng tháp cổ gì đó thì mình thấy rõ ràng nhưng mà khi mình nói cái nhạc mình chơi cái nhạc thì nó là khác vì thế cho nên cái 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 tính chất của cái thức mình đó, nó biến theo âm thanh và nó biến theo cái tiếng lời bởi vì cái tiếng lời nó có cái quy ước đi trước nó có cái 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 định kiến của nó nó có trước rồi cho nên khi mình nói ra đó mình dễ hiểu còn âm nhạc hay là thơ thì người ta cảm nhau người ta mới biết được cho nên cái trong cái cuộc sống này tất cả đều là do thức biến mà nếu mình không hiểu không hiểu như cái thực tại của nó thì nó sanh ra đủ thức vui buồn thương ghét muốn nhớ và phiền não rất là khổ khổ đau cũng như thân mình đó, khi thì thọ khi thì tưởng khi thì hành khi thì thức mình phải phân tích đến lúc chỗ nào nó thuộc về tưởng tri chỗ nào nó về thọ tri chỗ nào nó hành tri chỗ nào nó... cho nên thọ tưởng hành thức nhưng mà khi nó dao động ra thì cái này hợp cái kia không hợp cái này nó lộn xộn hay là cái kia nó sau đó thì cái thân nó khổ cái ngủ ấm nó khổ bốn đại phò trì thường thương vi bội đắp nước gió lửa là bốn nguyên tố khí à, lửa động và cái cái chất nó chuyển động nó nó bao bọc và nó, nó thu rút lẫn nhau mình cái thân mình là cái đó, đó. thân mình là tứ đại đó. Cho nên nó một đại không qua là 101 quân sanh Mình chỉ vì kêu bằng cái nó, 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 nó nóng quá thôi, lửa nhiều quá thôi rồi Trong người mình nó sanh nhiều bệnh, nó thuộc về quả Mà nước nhiều quá, âm nhiều quá thì nó sanh như Mình thuộc về bệnh thân lạnh chẳng hạn gì đó Nhưng mà nếu mình hiểu cái thọ rồi thì mình giải mã được một phần Một phần rồi tới một nửa rồi tới hai phần cho nên mình biết thọ chỉ là thọ hay tưởng chỉ là tưởng mình mình biết chứ không phải mình nói mà mình biết tức là ở trong đó từ cái trí quán để mình nhập vào trong đó thì tự nhiên mình thoát ra cái ngũ ấm hoặc là mình phá cái ngũ ấm phá cái này. những cái này là những cái thực sự nó giống như một trò chơi nghĩa là về hóa học hay là mình phân tích nghĩa là về tâm thức đó là nói cái vấn đề tu còn nói vấn đề ngộ thì mình không cần cái gì cả mình chỉ thấy tất cả đều là cái cái nguyên lý cái cái chỗ mà chưa chưa bao giờ có kinh nghiệm chưa bao giờ chưa bao giờ có tên gọi chưa bao giờ có một sự hiểu biết gì đi trước ấy cả tự nhiên bừng sáng như thật thì cái trạng thái đó là cái trạng thái cái ánh sáng của cái 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 giác đó Ánh đó, cái ánh sáng đó cảnh ánh sáng đó nó không niệm nó không niệm nó thấy nó chạm vào sự thật thì cái sự thật nó trở thành ánh sáng vì thế cho nên lúc đó nó không còn nhân ngã không còn cái tính chất phân đôi gì nữa cả cho nên cái khoảnh khắc mà ngộ đó cái khoảnh khắc nó rất kỳ diệu nhưng mà thường thường người ta ngộ từ 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 đến lúc người ta kết thúc còn ngày xưa đó là do người ta tu đầy đủ giới luật đầy đủ người ta không bị những những cái tính chất hận cuộc nghĩa là để mà 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 gọi là thứ lớp gì hết cả có thứ lớp họ đã diệt hết tất cả thì lúc đó họ bừng ra cái thì tự nhiên họ có thể họ phát được cái lực gần như là là sức mạnh như thầm thông vậy cho nên mình phải biết cái tiến trình mà nó nó điều phục và cái tiến trình nó biến đổi như thế nào cho nên đó là kêu bằng mình hiểu được cái pháp Thì mình sẽ không còn nghi ngờ nữa đó. Thôi bữa nay cũng đủ rồi ừ. Khi nói thì cũng như gió nó thổi lên Khi im cái nó đâu mất Thôi à, cầu nguyện